nay thì tôi, Lê Đăng Khánh và Phạm Duy Anh đang có mặt ở đây để chuẩn bị cho lễ ra mắt của bộ phim Đập Cánh Giữa Không Trung. Và chúng tôi đang rất là háo hức, và vì chúng tôi biết là bộ phim này đạt rất là nhiều giải danh giá, và bây giờ thì xem phim thôi.